Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Đôi khi các nhân vật thấy vậy mà không phải vậy đâu. Trong One Piece có một số nhân vật đôi khi hùng nhiên nhí nhảnh vậy đó, chứ thật ra toàn là chủ tịch giả nghèo không thôi. Khi mà những nhân vật có nguồn gốc cha ông toàn là thứ dữ của thế giới hay toàn là những người vĩ đại thì chắc chắn họ không phải dạng vừa rồi. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá đến với top 10 nhân vật là con ông cháu cha có nguồn gốc cực khủng trong One Piece. Trong video này, mình sẽ nói đến những người có tiền bối là các nhân vật nổi tiếng hoặc vĩ đại. Vậy nên không chỉ những công tử hay tiểu thư mà còn bao gồm những người có tổ tiên nổi tiếng cũng sẽ xuất hiện trong video này. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu với... Helmeppo, con của đại tá hải quân Morgan. Là nhân vật con ông cháu cha đầu tiên xuất hiện trong One Piece, Helmeppo là con trai cưng của đại tá tay rìu Morgan, một đại tá vô cùng tàn ác và đáng sợ. Không những thế, ông còn được xem là một người vô cùng giàu có khi sở hữu dinh thự to lớn, cũng như là quyền lực ở hòn đảo quê nhà. Cũng chính vì quyền lực tối cao nên đứa con trai bé bỏng của ông ta mới được vênh mặt lên với đời, bắt giam những kẻ làm trái ý cậu mà chúng ta được thấy là Zoro. Tuy vênh mặt như thế, nhưng lúc này thì Helmeppo không có một chút gì gọi là đàn ông cả, đơn giản chỉ là một thằng nhóc hị mũi chưa sạch, ăn bám danh tiếng của bố nó thôi. Tuy nhiên sau khi trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt của phó đô đốc Gáp thì Helmeppo giờ đây đã trở thành một đại tá lợi hại như cha của mình. Bộ ba chỉ huy ngọt ngào, con của tứ hoàng Big Mom. Mình biết trong gia đình Jack Lord có rất đông anh chị em, nhưng đặc biệt, ba chỉ huy ngọt ngào tối cao gồm ba nhân vật này đều là những con cưng của một mẹ thiên hạ, Big Mom. Bà luôn tin cậy những con người này hơn bất kỳ con người nào khác trong gia đình khổng lồ của mình. Thứ nhất là về Cracker, là kẻ địch đầu tiên mà nhóm Mũ Rơm phải đối mặt khi đến đảo Bánh. Và nhờ vào gậy thời tiết của Nami, Luffy đã nâng cấp mình thành dạng Gear 4 Tank Man để có thể đánh bại Cracker một cách dễ dàng. Nếu không có sự giúp đỡ của Nami thì có lẽ Luffy đã bị đánh bại ngay từ ải đầu tiên rồi. Còn Smoothie thì họ vẫn chưa phải đối mặt trực tiếp, nhưng sau khi thấy được khả năng cũng như hạm đội kinh khủng mà Smoothie sở hữu, có thể thấy cô nàng cũng không phải là một người bình thường. Còn Katakuri thì không cần phải bàn cãi nữa. Về sức mạnh, độ ngầu và độ trung thành với Big Mom thì ai cũng được chứng kiến quá rõ rồi. Nếu không vì nhường cho Luffy chiến thắng thì Katakuri có lẽ không mất đi danh hiệu kẻ bất bại của mình trong trận chiến với cậu bé Mũ Rơm. Zoro mang dòng máu của Samurai Ryuma. Nói đến đây thì chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra, làm gì mà biết gia đình Zoro là ai mà bảo là con ông cháu cha. Nhưng đây chỉ là giả thuyết của mình đặt ra, vì ngay tại vương quốc Wano, nơi mà Samurai huyền thoại đều xuất thân ra tại đây, và thanh thủy kiếm Ryuma đã trao cho Zoro, giống như truyền lại cho con cháu hơn là giao nó ra vì thua cuộc. Nên mình nghĩ, ít nhiều gì thì Zoro cũng có huyết thống với một dòng dõi Samurai vĩ đại của đất nước này. Nên vì thế mà Zoro mới có máu sử dụng kiếm thuật từ lúc còn nhỏ, chứ đâu phải khơi khơi mà điêu luyện như vậy chứ đúng không? Don Quixote Rosanite, học trò của đô đốc hạm đội Sengoku. Rosanite và Doflamingo đều là con trai của một quý tộc thế giới vào lúc họ còn nhỏ. Tuy nhiên sau đó thì gia đình Don Quixote đã từ giã vùng đất Marigold để sống với những con người bình thường. Thật đáng buồn là cuộc sống không hề dễ dàng như vậy. Gia đình bị ly tán, Rosanite được đô đốc hạm đội Sengoku nhận về nuôi dạy và trở thành một hải quân ngầm. Nhiệm vụ của anh là thâm nhập vào gia đình Don Quixote để ngăn chặn những tội ác do anh trai của mình gây ra và một phần cũng để truyền thông tin về thế giới ngầm và hoạt động của Doflamingo về cho hải quân để kịp thời ứng biến, nhưng chủ yếu là để chặn anh trai của mình, hạn chế những tội ác lại vì Doflamingo đã là một Shichibukai rồi. Don Quixote Doflamingo, con của quý tộc thế giới. Như đã giới thiệu ở top trước, thì Doflamingo là anh trai của Rosanite. Khác với cha mẹ và em trai của mình, Doflamingo đúng nghĩa là một tên quý tộc thế giới thật sự. Khi mà khinh bỉ người khác, sự độc ác của một quý tộc đúng nghĩa đều hội tụ vào con người này. Giống như là Doflamingo độc ác thay cho cả phần gia đình của anh nữa. Và sau khi đã sát hại cha của mình đã đem về Marigold để xin được quay lại nơi đây, nhưng không thành, cậu đã được Treble Kuman và tôn lên làm vua sau khi nghe được câu chuyện mà Doflamingo đã kể lại khi ba cha con nhà Don Quixote bị hành hình. Và thực sự, Doflamingo đã thành lập một gia đình Don Quixote mới cho mình và trở thành một trong những Shichibukai và là ông trùm thế giới ngầm đáng sợ nhất trong One Piece.
Thêm về xuất thân là một thiên long nhân, Doflamingo nắm giữ trong mình những bí mật vô cùng động trời từ vùng đất thánh Marigold mà chính phủ luôn muốn che đậy. Frankie, học trò của thợ đóng tàu giỏi nhất thế giới, là thợ đóng tàu nhưng lại xuất hiện dưới bộ mặt của một tên côn đồ có tiếng ở khắp Water Seven. Anh ta có hẳn một đội quân hùng mạnh được gọi là gia đình Frankie, luôn đi cướp của hải tặc đến hòn đảo để đóng tàu. Đỉnh điểm là họ đã ôm gọn 300 triệu berry từ nhóm mũ rơm mà không gặp một chút khó khăn gì. Tuy nhiên, về quá khứ của Frankie thì anh chàng thật sự là một thợ đóng tàu vô cùng lành nghề và chuyên nghiệp. Đó là vì Frankie là học trò ruột của thợ đóng tàu vĩ đại nhất thế giới, Tom. Từ khi còn nhỏ, Frankie đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ lại ngoài biển. Tom đã nhặt được và mang cậu bé về nuôi, dạy cho Frankie cách đóng tàu và chăm sóc cậu qua một thời gian. Sau khi vua hải tặc bị hành quyết, chính phủ thế giới đã bắt Tom và kết án ông là người tiếp tay cho vua hải tặc. Nhưng Frankie đã không chịu được điều đó và đứng dậy chống lại chính phủ, và cậu đã mém chết. Nhưng cũng nhờ vào sự việc đó mà Frankie mới có cơ thể người máy vô cùng ngầu lòi như bây giờ. Sanji Winsmoke, hoàng tử của gia tộc Winsmoke, là con trai của một gia đình hoàng tộc vô cùng nổi tiếng. Tuy nhiên, không một ai biết đến điều này cho đến sự kiện đảo bánh. Sanji thật ra là một hoàng tử của vương quốc Jema City Six, một vương quốc bao gồm những cỗ máy chiến đấu bậc cao. Tuy nhiên, Sanji không hề quan tâm lắm về gia đình của mình vì anh đã bỏ đi từ khi còn nhỏ. Lúc còn nhỏ, Sanji đã bị anh chị em của mình bắt nạt rất tội nghiệp vì anh không có sức mạnh giống như họ. Khi lớn lên, Sanji lại có biệt danh là hắc cước trên tàu của mũ rơm vì anh luôn sử dụng chân để chiến đấu. Và còn một điều nữa, sau thời gian time skip, chân của Sanji đã bốc lửa lúc anh sắp tấn công, và có vẻ như chính Sanji là người đã làm cho nó bốc lửa. Vậy nên có thể thấy rằng dòng máu Jema đang chảy trong người Sanji và đã phát huy tác dụng của nó, biến anh trở thành một chiến binh mạnh mẽ như các người anh chị em của mình. Và sau sự kiện đảo bánh, có lẽ mối thù với gia đình của mình đã giảm sút đáng kể, và họ còn tặng cho anh một bộ red suit là bộ trang phục chiến đấu của gia đình Winsmoke. Tuy nhiên, Sanji không muốn sử dụng nó vì tận trong lòng anh vẫn còn một chút gì đó không muốn vương vấn. Nhưng ở chap manga gần đây, Sanji đã sử dụng bộ trang phục đó như một phương tiện chiến đấu của mình. Monkey D. Dragon, con của anh hùng hải quân Gap, là con của vị anh hùng hải quân nổi tiếng phó đô đốc Gap, nên cũng vì vậy mà Dragon thừa hưởng từ cha của mình rất là nhiều điều tốt đẹp, mà chủ yếu và rõ ràng nhất chính là sự thông minh và sức mạnh hơn người. Như ai cũng biết thì Gap là hải quân vô cùng đặc biệt, một hải quân không sử dụng sức mạnh của trái ác quỷ nhưng luôn khiến cho kẻ địch điêu đứng vì độ đáng sợ của mình. Vì thế nên ông mới sinh ra được một người cũng được xem là một anh hùng theo một góc nhìn nào đó. Dragon là người đứng đầu của một đội quân vô cùng hùng hậu mà chỉ toàn là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, được mang tên là quân cách mạng. Cho đến giờ, tổ chức cách mạng của Dragon là tổ chức duy nhất công khai việc mình chống lại chính phủ thế giới, và vì vậy nên Dragon được mệnh danh là người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới và là người đứng đầu trong bảng truy nã của chính phủ. Tuy nhiên, khi trở thành một người như bây giờ, Dragon đã từng là một hải quân phục vụ cho chính phủ giống cha của mình, nhưng không phải là một hải quân tầm thường đâu nhé. Tuy chỉ làm việc dưới chướng cha mình, nhưng Dragon được cử đi làm rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm và cần độ chuyên nghiệp cao. Có thể nói Dragon là một người tài đức vẹn toàn. Monkey D. Luffy, con của người đứng đầu quân cách mạng. Nói đến cha thì cũng phải nói đến con. Nếu cha là một người dẫn dắt quân đội cách mạng để chống lại chính phủ thế giới thì con trai là một tân binh hải tặc vào nghề được hơn 2 năm. Tuy nhiên, không chỉ là một đứa chập chững vào nghề đâu nhé. Chỉ mới 2 năm nhưng Luffy và băng mũ rơm của mình đã là một cái tên đáng sợ với mọi người trên thế giới. Họ nghĩ rằng Luffy là một tên hải tặc đáng sợ, mưu mẹo và độc ác như mọi hải tặc khác. Nhưng nào đâu mọi người đã lầm rồi. Là con của một nhà cách mạng Dragon, cháu của anh hùng hải quân Gap, trở thành vua hải tặc chỉ là một ước mơ của Luffy, chứ thật sự tính tình của cậu không giống một hải tặc chút nào. Ai đã từng tiếp xúc với Luffy cũng biết cậu là một người vô cùng dễ mến và dũng cảm. Những tên mà cậu đánh bại chẳng qua là muốn giúp người nên Luffy mới làm như vậy thôi, chứ có dùng mưu mẹo để chiếm lấy đất hay cướp bóc của người nào đâu. Đúng là miệng đời gian ác. Postgard the Ace. Và cuối cùng, con ông cháu cha đỉnh nhất trong phim. Có thể nói, Ace xứng đáng với danh hiệu con ông cháu cha nhất trong phim khi mà cha của cậu là vua hải tặc, người vô cùng nổi tiếng, một người có quyền lực và sức mạnh, một người mà không ai dám đụng đến, kể cả chính phủ thế giới. Ngoài ra, vua hải tặc còn là người khơi dậy thời đại hải tặc chỉ bằng một câu nói trước khi mình lìa đời. Điều đó đã dấy lên một làn sóng dữ dội cho tất cả những kẻ gan dạ nhất trên thế giới có ước mơ chinh phục được kho báu One Piece. Và Ace chính là con trai duy nhất của con người vĩ đại ấy.
Nhưng không chỉ có hư danh của cha mà ngay cả anh cũng là một người vô cùng mạnh mẽ, được mọi người biết đến với cái tên Hỏa Quyền Ace, đội trưởng đội 2 của Tàu Râu Trắng, người đã lập ra rất nhiều công trạng và khiến cho ai ai cũng phải dè chừng khi đối mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tóc Khám Phá nhé. Và nếu đã xem đến đây rồi thì đừng quên nhấn like, subscribe hay đăng ký kênh cho mình. Và đừng quên nhấn chuông và để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.